Thời gian gần đây, Nguyễn Bảo Long liên tục đón nhận những tin vui. Sau khi chính thức có tên trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới, golfer trẻ này lại trở thành nhà tân vô địch của giải Tam Đảo Golf Club Open Championship 2019 với gross 72. Đây là số điểm vô địch thấp nhất trong lịch sử 13 năm của giải. Trong khi đó, vô địch nữ thuộc về golfer Nguyễn Thị Vân Anh với gross 75. Ngoài ra, vị trí dẫn đầu các bảng A, B, C, D lần lượt thuộc về các golfer Lê Trung Thành, Tô Thanh Sơn, Phạm Việt Anh và Đặng Vũ Hạnh. Giải nhì thuộc về các golfer Lê Hồng Sơn, Bùi Thị Phương Loan, Bùi Quốc Long, Đỗ Thành Trung. Giải ba gồm các golfer Đoàn Uy, Đoàn Văn Thanh, Đặng Thế Dương, Đỗ Ngọc Dình. Bên cạnh đó, giải đấu còn trao các giải kỹ thuật Nearest to the Pin, Longest to the Line và Longest Driver for Ladies. Đoàn Uy là cái tên gây nhiều tiếc nuối tại giải đấu. Golfer trẻ này dẫn đầu ngày thi đấu thứ nhất với 74 gậy, bằng với số điểm của nhà vô địch Đỗ Anh Đức lập được vào năm 2018. Tuy nhiên, cuối cùng, Đoàn Uy vẫn không thể trở thành chủ nhân của cúp vô địch năm nay mà chỉ dừng lại ở vị trí thứ 3 của bảng A. Năm nay, cả hai ngày thi đấu đều diễn ra trong thời tiết mát mẻ, tạo điều kiện cho các golfer thi đấu tốt nhất. Giải đấu tiếp tục không ghi nhận được một điểm hole in one nào như kỳ vọng của ban tổ chức.